Đi hái ở đâu Phượng? Hái nhiều chị thêm. Vậy hả? Wow, trái sầu riêng. À, cô này buổi chiều qua bên chùa này nè. Dạ. Chùa gặp mặt rồi. Wow, cái trái sầu riêng nè. Hai trái quá tuyệt vời. Trời ơi. Trời ơi. Dạ. Dạ, dạ, chơi gì trắng ha. Dạ. Anh nè, anh ôm ốm mà anh sách cũng giỏi dữ ha. 26 tuổi mà chưa khui tem á chị hai. Đang Vi xin mến chào quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn. À, cái trái này á, giống như con heo luôn ha. Cái này là còn 7-8 kg lên. Đó đó, muối bự luôn á. Muối bự hả? Ừ. Muối này ra là một muối là để cái dĩa vậy luôn á. Thiệt mà. Dạ. Cái này là đẹp quá rồi, không bằng. Bữa nay em rất là vui khi đi chung với anh chị cũng rất là vui. Thì có cái duyên ngọn ngộ thôi. Chứ không phải là thiết nét. Dạ. Thiết nét giữ trẻ. Đây là người yêu của anh. Cái này. Tách nhiều muối chứ. Cái này có muối không? Có chứ. Muối không? Cái này không có. Nó nở nè. Cái này nè, cái này có muối nè. Cái này có muối thôi. Có cái bó nè. Đây nè, cái này không có nè. Ờ, ba đường. Đây một đường. Ba, hai đường chính nè. Còn cái đường xương nè. Cái muối bên này nó già. Cái đó đường xương không? Ôi, cái trái này nè. Trời ơi, sầu riêng gì trái như con heo luôn. Rồi, nhiều trái bự hơn cô. Dạ. Không phải vậy đâu. Dạ. Đi nắng nè. Là dừa dâu nè. Thôi dừa. Ăn ăn dừa chị Tám ơi. Ăn dừa chị Tám. Uống nước dừa về chị Tám. Thôi xin cảm ơn. Dạ. Trời ơi, nó bậy gì, cái này nó thiệt thôi. Rồi. Ba chị gặp lại. Ba chị. Dạ, ba chị. Dạ. Đây. Giờ đây mình gói tiền mình đi. Cái này non. Cái này chắc vừa ăn. Đó, hơi non ha. Kệ. Đó. Non non vậy ăn cái ngon nè Phượng. Không có cái đâu ăn. chút xíu đó, cái chút xíu à, uống đi mát rượi về nào hả? Về mười mấy ngày rồi, đâu cho coi mặt coi. Ừ. Trời ơi, cũng còn đẹp trai dữ chứ. Bây giờ ở đâu? Thì ở nhà chứ đâu. Vậy hả? Ừ. Có vợ có con chưa? Vợ ba con. Trời ơi, dữ vậy hả? Ừ. Ba con trai hay gái? Một đứa thằng trai nó học lớp 10 với hai đứa con gái mới 3 tuổi à. Vậy hả? Ừ, à, bị... được mấy cháu rồi. Ba đứa luôn. Trời ơi, vậy mà nó. Giờ cũng ở trên đó ha. Ừ, ở trên đó với bà già. Ờ, bác Tám còn khỏe không? Ôi, bà nằm chỗ rồi. Vậy hả? Ừ. Ờ. Bạn học mấy năm mà... Mấy chục năm rồi. Người nào cũng thứ điều làm xui, công nhận thời gian qua lẹ quá ha. Qua nhanh thiệt. Lây quay già hết trơn rồi. Hết trơn luôn. Nhớ một ngày nào mình đi học ở trường. Tôi đi đám ha, cái tôi gặp mấy người bạn học của mình á, trời ơi, có xui, có cháu ngoại, cháu nội hết trơn luôn. Đúng rồi. Giờ trời ơi, công nhận nháy mắt cái qua mấy chục năm ha. Ừ, quá trời. Lẹ hả chứ. Gặp vậy cái chứ không biết thì chừng nào. Chừng nào gặp nữa. Rồi thôi mình đi nha. Ok. Rồi. Có chữ gào rồi ha. À, trời ơi, con. Yeah. À, vô thăm ai ha, có chữ gào rồi. Hả? Thưa bác. Mấy đứa em thì về chưa? Dạ, em con về rồi. Ba Tiến hả? Con Phượng. Bác Bảy à, bác mắt con kìa. Để coi Bạch Yến rồi con... Lỡ với ai hả? Bữa hổng mà cao động có quyết. Nay giờ biết rồi đó. Giờ biết rồi đó. Nó qua hòa đâu có quyết. Rồi về vợ con Quải đó, con Mỹ Linh. Ừ. Nói trời giật ơi. Mỹ Linh hả? Bác còn nhớ con hả? Không có hỏi mấy cháu mấy đứa con rồi nó nói ba đứa. Ba đứa hả? Đó, bà nói cho con ba đứa con còn con. Ba gần vậy lắm á.
Thằng chồng có gì vậy không? À, không. Giàu không? Giàu không. Nghèo. Chắc giàu à? Nghèo. Ừ. Con không có giàu, con đủ ăn à. Nói gì? Đủ ăn. Hả? Không có giàu. Không có giàu. Nó mận gì? Mận mướn. Mận gì? Mận mướn. Đi làm mướn. Để cho nghe ra là mướn. Thôi ơi, ai có lửa thôi cô bác nè, ghét lắm. Dạ. Còn con mắt đó mà không có được, ông phải vô đây rồi không biết đó. Ông Cao đi chơi, con quán không qua đây rồi đi qua kiểm về chứ không có đi đâu hết. Dạ. Lúc trước con một lần cởi đi, cởi nói bà đi công an quá tao hạ tao không ai đưa thì ông bà. Không cho đi. Lớn tuổi ai phạt mất ơi. Cùng lắm ta nhắc mình thôi chứ đâu ai phạt. Ngồi lên. Không có tao dưới bờ này lên. Bà ba. Dạ. Lên đi dắt chị dâu mà dắt đi lên cùng với đó. Đồ quá trời đồ đẹp quá mà. Đen luôn á, về mấy bữa đen. Sao đi không phải mà mày không học mày. Trời ơi con. Vậy thôi mà biết nữa này không? Không. Không biết. Ai biết? Hả? Không biết. Bà mà không biết. Có tôi nè, tôi biết lũ này, tôi con mắt mà. À, vậy mà chê gì nữa, vậy gì thôi chứ chừng mập chi nữa. Nó vô cái đây rồi mà không biết khỏi con này đó. Tôi biểu nó lại gần rồi nó nói Nguyễn lên. Tôi hỏi nó con qua nhà con nói chụp hình vậy nào con. Tôi nói con nhỏ này không biết ở đâu. Rồi nói hồi rồi nói con ba khởi. Con cũng không biết đứa nào nữa. Mấy đứa đồng ngoài hết không? Ủa ta 18 tuổi, bà 38 mà. Cười Linh đi quá trời luôn ha. Quay đi quá trời luôn. Tới cô giáo cô đồ rồi. Tùm lum tùm la luôn á, chạy xe cờ 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 ai chở một chở quá trời. Ê Linh có còn chạy xe không? Hả? Không hết trời. Đúng quá chơi. Cười quá. Kim Phượng về hả? Dạ. Rồi Bạch Yến nữa. Dạ quá Yến trong anh. Nhà nữa. Dạ. Bốn đứa người gái. Con quay phim này nè, con để làm kỷ niệm chơi. Để sau này con coi chơi. Lâu lắm mới về một lần hả? Dạ. Giờ không ổng bỏ rồi ơi. Dạ. Ổng bỏ giờ không đi mà nữa hay không? Dạ. Ở nhà luôn. Về mình dạ. Xin giấy rồi ha. Dạ xin con xin giấy. Con nhìn thấy mấy bác khỏe hơn má con. Còn đi đây đi đó chơi được. Vậy thấy tụi ba tội nghiệp cái mồ. Dạ. Ông tao ở này rồi nó lục trong nhà hết. Trời ơi gặp cái gì? Cái ghế gì? Salon của gì? Quá tài bự. Dạ. Nó cả trăm mấy chục triệu rồi. Dạ. Kêu bọn gì? Kêu bọn gì? À kêu không biết kêu gì nữa. Cái ghế nhà trai nó quá trời chắc không có ai ghen đâu nổi chứ. Thấy không? Lên đời gần tới đi về đó. Mai đi rồi. Ở má hả? Ừ. Ở mai lên đường hả? Ừ. Trời đất ơi. Lẹ quá trời. Không có em. Mai đi rồi đó. Còn gì? Còn gì nhắn nhủ gì không? Nhắn gì? Có gì nhắn luôn. Mau quá ha, mới này từ sáng giờ có đi đâu không? Ở nhà chơi ba má không à. Vậy hả? Bữa nay không có đi quay phim. Thấy Linh quay rồi Hiệp Đức từ đó cũng có vô nhà tháng 9 mà hôm này cái coi Linh quay nhà tháng 9 đó. Ngon hay Linh? Ừ. Hai ông bà sạch sẽ ngon hay ghê luôn. Ủa rồi cái làm tôm cho bác ba mà bác ba ăn hết ăn không? Ừ. Bữa đó ăn không? Ăn. Tôm xong. Nói gì đó, có nghe gì? Dạ. Không có nghe gì trơn á. Ừ.
nghe đi, hai chị em nó nghe, nói với nhau đi, chứ Thu cũng không nghe được cái gì. Mai mấy giờ đi rồi đó? Sáng đi à? Sáng đi, đi lên chảnh đi test Covid. Xong rồi cái bữa sau nữa mới lên máy bay. Phải đi trước ngày để test. Ê, lên vậy đi trước ngày vậy mình lên rồi mình ở đâu nè? Hả? Ở là thì ở vậy chỗ Kim Phượng ở đâu? Không có, lên ở nhà cô của mấy nhỏ. Cô của Linh hả? À, cô chồng à, chị chồng. Chị chồng. Ừ. Hả? Ừ. Ở đâu của mấy? Ở quận Tư. Hả? Ờ vậy cũng được, Linh vậy mai lên cả này hả? Ừ. Sáng đi sớm Bảo đưa đi hả? Bảo đưa đi. Không có gì ta. Có gì giờ? Có gì đâu cho Linh vợ gì trời. Có gì đâu. Cho gì giờ, nhắm ra cho gì. Chúc cho con có lắc lông bắt sẽ đi xịt rồi về chỉnh cô ăn. Trời ơi, đồ ăn ngập tràn nhiều lắm, để đây ăn đi. Lông nó mới đi lấy về rồi được hai con thì cũng trọng trọng lắm. Cũng hơi đưa con về chỉnh kho cô tí. Con ra bắt ba rồi chứ Linh ăn. Cái bụng hết chứa nổi rồi, đồ ăn có đóng. Chống bị gậy đi nó đỡ. Ôi ơi. Nhìn thấy bác khỏe quá ha. Lên đường hả? Ừ. Bởi Linh biết bác nhiều tuổi không? Nhiều bác. 88 tuổi rồi. Dạ. Coi con bác sống chừng bao lâu? Bác sống 99 tuổi. 99 hả? Dạ. Đứa nào cũng nói cô sống dài hết trơn á. Ngộ vậy à. Bác chỉ có điếc thôi chứ không có gì. Khỏe quá trời, khỏe đi ngon, chơi được. Chị cũng tuổi chị tư ít chỉnh cái gì. Hả? Chị tư ít chỉnh ai cũng tuổi chị đó, đi rồi đó. Chị tư ít hả? Ừ. Chị tuổi đó. Bà còn không? Bà chết rồi hả? Hả? Bà chết rồi. Chết hồi nào? Chết hả? Ủa mới chết hổng hả? Chùa nào Linh thấy cái năm đồ ơi, đi rồi hay đi đâu? Chùa ở đâu ạ? Còn em hay quỷu nó đi hả? Thì đi có. Cái phim đó chưa để lên. Cái chùa đó, cái bằng cái chùa gì quên mất rồi. Ở trên đó có nói á. Ừ. Thì tôi mới có một chút đó. À, thứ năm rồi đó. Bà... Linh rồi đó. Còn ông bà Trân Vũ. Ông bà. Bà Trân Vũ nữa, cũng tuổi. Bà Trân Vũ cũng bệnh dữ lắm á. Tuổi nó cũng lo lên sân này. Chỉ hồi đó thuốc dữ lắm á. Xe nó chạy thấy mờ mờ, chứ không thấy rõ con. Dạ. Không thấy rõ. Nó chạy tới rồi chạy lui. Biết nặng không? Thôi dép này nặng không Linh? Để tôi coi coi. Thích không cho á? Bác già dữ thế à? Đâu có già đâu, bác được mà. Thế ba đã nói bao nhiêu, nói hồi đâu quên rồi, không có nhớ. Bao nhiêu? Má con 83. 83 hả? Dạ. Con về đây ha. Con thăm ha. Về ngoài. Hai bác ha. Cho. Dạ. Ông chồng nó còn thấy nó nói con thăm hai bác ha, con chúc hai bác được khỏe mạnh ha, vài tháng nữa con trở về con gặp hai bác, con thăm hai bác nữa, có nghe con không? Con còn bóp vú nè. Đó, trời ơi. Lấy hai bà đâu bạn cũng mẹ đâu nè. Dạ chị hai. Chứ mà đi mỗi ngày mình vừa mày không mỏng gì sao nữa. Con mặt nè. Dạ con có mỏng nhiều như rồi. Người ta đi nhiều sao mụn quá vậy nè. Dạ. Vô đây. Con dạ. Con thấy nhỏ bán đồ đó. Dạ. Nó mọc tù lưu. Dạ. Nó chẳng con vậy đó. Mà giờ nó bự sao đâu. Dạ. Má nó đi bán hoài ra nói. Dạ. Bây giờ nó mọc quá rồi. Dạ. Nó cũng hai đứa con rồi. Bác thích cái gì kỳ sau con mua về cho bác. Mua gì? Bác thích cái gì kỳ sau con mua về cho bác. Kỳ này con chỉ biết mua dầu, mua đồ chút đỉnh thôi, con không biết mua gì hết. Lên này, lên về nhớ mua mắt kiến gửi cho nha. Mắt kiến, đúng rồi, mua nhiều mắt kiến về. Chừng nào về nữa. Vài tháng nữa con về. Về dễ lắm rồi sao. Dạ dễ, dạ dễ. Thằng anh của con, thằng gì đó? Tài. Tài hả? Để coi em không sao năm cháu đó thì phải không? Dạ. Ba đứa con gái đi quỷ hết hả? Dạ. Bốn con gái đi hết. Nè bốn Linh đứa ơi. Giờ con nữa là bốn đứa vợ phải hả? Dạ. Sửa soạn quay con cái ở sau về à? Dạ, ở gần Kim Phượng hả? Dạ. Linh. Em Linh. Dạ. Dạ. Ở chị nào gồm con ạ? Dạ. Thấy nhớ chị hai.
lỡ liễu thôi. Ai kỳ sao con mua đồ về cho bán nha. Con mua chút đỉnh đồ Mỹ về con cho. Chị khỏe không? Khỏe, chị khỏe cái ngày. Dạ, đây là con dâu của chị hả? Con gái Út. Nhỏ Út Kiều. Út là gái Út của chị á. Con Kiều, người tên Kiều. Biết Kiều không? Em không nhớ, em chỉ nhớ con Thắm à. Biết con Thắm, con Hương, con Hương. Dạ, dạ em nhớ con Thắm thôi à. Từ đó còn Út là kỳ là em đi rồi phải không? Chắc đi rồi hả gì đó. Đi rồi mới sanh hay sao? Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ 32. 32 sanh rồi, lúc đó vậy còn nhỏ, giờ lớn lên không nhớ nè. Lớn dễ thương quá ha. Trời ơi, gái rồi kìa. Giờ có chồng có con rồi hả? Dạ, hai đứa con nè. À, em có chồng ở đâu? Dạ, ở Đồng Nai lận. Vậy hả? Dạ, nhưng mà ở với mẹ ở đây không à, không gì Đồng Nai. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, có kìa. Về chơi chừng nào đi? À, em về ngày mai đi à. Dạ. Dạ. Ở Hương có đi chơi lên đi vô đó rồi có căn nhà không? Hương. Hương là cũng con của chị á. Chắc không có. Nó đi đám cưới hả? Nó vô ăn Kim Phượng kêu nó vô chơi. Có em thấy rồi. Dạ. Hương á. Dạ. Cũng ca hát được dữ lắm mà. Hai chồng nó đi hay gì đó. Dạ. Dạ. Anh hai khỏe hả chị hai? Khỏe. Dạ. Tiếng ba chú ba ngày cũng khỏe ha. Dạ khỏe. Mới đi để nó không có gặp chú ba chú ba. Dạ. Lúc này giờ chị giờ ở nhà giữ cháu hả chị hai? Ở nhà cũng giữ phụ nó nè, nó cũng ở nhà giữ mà chị cũng giữ phụ vậy đó. Chị có đi làm gì không nha? Không. Dạ. Lâu lâu qua vườn được cỏ rồi. Dạ. À, vậy cũng được. À, có mấy đứa cháu thường quá ha. Dạ. Sao không chịu ngồi? Ôi, coi kìa chị giữ em ha. Còn em thấy giỏi quá ha. Thấy thường quá ha. Trời ơi sao em đẹp quá hả? Con bé này sao giờ đẹp gái quá ha. Trời ơi có hai đứa con mà nhìn thấy còn nó nghe vậy đó. Nhỏ này nay học lớp con học 4. À. Rồi cũng có chồng của con này vậy rồi hả? Em có ba đứa con. Con bự rồi hả? Dạ bự rồi. Rồi chồng có gì không? Dạ em về mình nè. Dạ. Ba đứa rồi mấy trai mấy gái? Dạ ba trai. Ba đứa con trai hết. Trai không vậy hả? Dạ. Rồi nay đứa lớn nhiêu tuổi rồi? À 20 tuổi rồi chị. Còn đứa nhỏ, hai đứa nhỏ thì 15 tuổi. Em sanh đôi. Vậy hả? Dạ. Sanh hai lần mà ba đứa hả? Dạ. Có hoài nhá. Cái kia đi vậy đi. Coi chừng nha, té cái chày đầu gối. Ơ giỏi quá. Đi lẩm đẩm ha, thấy thương quá ha. Ơ thích đi à. Coi chừng té nha. À. Đi vô quay mặt vô này nè. Đi rồi đây con. Đi nè. Ha. Kêu tới bà đứng đây chưa bỏ. Kêu bằng bà được đó. Đi đi con, lại đây nè. Lại đây. Con đi đi đây, con đi đi em đi theo. Lại đây. Ha, cười thấy thương quá. Kêu em đi lại. Lại đây con. Đi rồi đó. Dễ thương quá. Thương quá, dễ thương quá. À, giỏi ha. Giỏi ha. Dễ thương quá chừng luôn. Thôi không cho qua
để nằm chỗ rồi tội nghiệp nó. Dạ, bác muốn sống dài ha. Ừ. Dạ, giấy cây sở cái tỉnh quận cây lại tỉnh Tiền Giang, đừng ai đau ở bệnh hết đâu, giấy tối cho niệm Phật chỉ lắm. Dạ. Vậy đó. Con không có đưa cho ngoài à. Không có sao đâu. Con không hai. Mở khẩu trang được nha. Ừ, khẩu trang ra đi. Mở khẩu trang ra. Lột khăn ra luôn. Ừ. Đó, lột khăn ra. Thích cho quay ngồi gần đang quay á. Kêu à, con sát sát cho nó chụp hình. Đó, ngồi đó. Ngồi làm kiểu á. Ngồi làm kiểu đi chụp hình đó. Khỏe ghê không? Đó, ngồi đẹp ha. Làm kiểu chị ô, không có nè. Miệng còn có mấy cái răng à. Đây nè, ngồi vậy nè. Cái xong ngay 11 cái nhìn ở trên tivi á, bác dạ bác coi ở trên tivi á, thấy bác á. Trên tivi á. Ừ, cũng như lên nó quay vậy là bắt đầu mà bắt về bắt coi trong truyền hình bác cũng có thấy bác nữa đó. Ở trong truyền hình á. Ừ. Bà đi tin rồi. Trong truyền hình bả nó thấy rồi. Ừ. Ừ. Thì trong truyền hình nó coi cái tài nào lên. Đâu mình phải vô một cái chứ. Đánh lên. Đánh lên cái bắt đầu nó vô truyền hình coi. Bác muốn nói gì bác nói đi. Muốn nói gì nói đi rồi mai mốt rồi về cái thằng Đạt rồi nó mò lên truyền hình nó coi bác ở trong đó kêu thằng Đạt ấy lên cho coi. Nó muốn nói gì bác nói đi. Nói chuyện đi. Nó treo cái gì ở trên cục phân trước hơn mà hả ai nói ở nhà nói cái gì nó nghe hả ở thành phố nói chở nghe. Cái gì vậy? Cái đó kêu cái gì? Camera là khác. Ai đi thấy nói cái gì giờ con biết cái gì nữa. Nói thì để kỷ niệm rồi việc cái phương á nó mò lên cái truyền hình rồi nó mở lên truyền hình cho bác coi bên nhà bác á. Lên nó quay về là rồi mai mốt rồi bác coi có nghe không. Bác mà phải bác rừng có mà con mắt đồ bác ngon lắm tiếp vô được. Hổng này nó vậy đó. Mà không mắt rồi không biết lỗ tai rồi không thấy con mắt. Ủa không thấy con mắt không thấy đường. Ờ, con mắt không thấy đường mà không thấy con mắt. Thấy đừng có đau hai bên này. Con mắt thấy đường. Đừng có mà. Chứ rõ lỗ tai á thì ngon. Giờ vậy đó, giờ cực quá đi. Giờ cực quá đi. Bác coi bác Nam bác làm thinh ai nói ai làm gì làm bác không nói gì bác làm thinh đó. Con lát là cái gì ăn cơm 4 giờ cái ăn rồi giờ 4 giờ giờ 5 giờ rồi Mỹ Linh xuống này chơi. Dạ Mỹ Linh có gì ăn Phượng. Dạ Phượng. Dạ chắc nay mai gì nó xuống á bác. Dạ vì nó cũng không có dẫn con nó gì hả? Dạ không. Bắt đầu lên vì bệnh cái bắt đầu là Yến Hành về thôi. Yến về. Về nay mấy bữa rồi lên. Em về 2 tuần rồi chị. Dạ. Về 2 tuần ngày mai em đi rồi. Dạ. Lâu lắm chị mới gặp. Dạ mấy chục năm rồi. Con thì nói vậy con mới biết luôn. Vậy hả? Không nhớ luôn hả? Ừ, nãy em nói cô đâu. Má hỏi ai cũng không biết đâu. Không nhớ rồi đó. Vậy là hồi đó còn ẩm trên tay thôi sao ta? Đâu có. Hồi lúc đó còn nhỏ lắm. Còn nhỏ lắm không nhớ. Nhưng mà giờ nhắc lại nhớ rồi. Cái khuôn mặt nhớ rồi. Nhớ. Con không biết luôn hả? Con đâu có biết được, mẹ biết chứ sao con biết được. Dễ gì biết. Đi đây bàn này, đi đây lại cái ghế đi. Dạ, ghế cho con. Dạ. 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 Dạ.
dễ thương ha. Viết chị hai cho mẹ đi. Đi đi con. Viết chị hai cho mẹ. Vỗ tay đi. Vỗ tay giỏi. Múa đi con. Múa đi, vũ vũ đi con. Đi. Múa. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay kìa, chị hai vỗ tay kìa. Đi qua đây. Không nói đi chập chững à. Đó. Leo, leo leo. Về lắm ăn cơm uống thuốc. Ừ, ăn cơm uống thuốc. Cho bác về ha. Bác về khỏe nha. Ờ bác về bác khỏe con đi về trở bác gửi lời thăm hết cho thằng chồng con bên chồng nha. Dạ. Thăm hết là con quen cho thuộc với con á. Dạ. Dạ. Rồi về. Về thăm bác nha. Dạ, dạ. Rồi đi qua lâu về một lần. À con chắc vài tháng sau nữa con về. Rồi sao người ta đi về khó con đi về dễ thấy không? Dạ tại mừng vậy mừng. Không bác về nhé, dạ. Nói gửi lời thăm ông qua bà qua chứ. Dạ. Nói bác giờ cụi nó không có cho đi. Đi ngoài đường lộ xe. Rồi đó là cao phạt cái không có tiền. Không dạ. Bác về nhé. Dạ. Về gửi lời thăm hết tất cả ở ngoài nha. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ. À, đang xây dây chuyền nữa kìa. Bác về lộn bác ăn cơm, lộn bác uống thuốc. Dạ. Chứ không thôi ở chơi. Không có ai nhà hết. Thằng em nó đi ấy sầu riêng đúng á. Dạ. Ruột sầu riêng. Dạ. Quá dạ. Dạ, con mai bác. Dạ, mai bác. Đi. Ít bữa nữa đi hả? Con mai đi. Mai đi hả? Dạ. Vậy là mai đi rồi. Dạ. Mới đây rồi, mai đi rồi. Dạ. Thôi đi khỏe nha. Dạ. Chuyến sau con về con thăm con bác. Ba đứa mà bự hết chưa? Bự hết rồi bác. Bự hết hả? Dạ. Không có nói gì không? Dạ không. Về một mình đi à? Dạ. Để không đi, chồng về con về với. Thôi đi về à. Dạ, dạ. Bác đi, đi chở ra. Có chân đi lạ. Đi lạc rồi. Kéo bà cố đi về. Bà cố đi lộn đường, lạc đường ơi. Rồi. Lạc đường rồi. Dạ. Đúng rồi. Bà đi đường này mới đúng hả? Dạ. Dạ. Quên đi vô. Người đi theo bà chúng hình lâu rồi. Bác phải chụp hình mà, bác thích chụp hình mà. Bà quên bà đi. Đi trở lại. Dì hả không? Dạ. Ừ, thôi dì hả dì. Dạ. Bác đi từ từ về. Quên lấy cái gậy, có cái gậy đi cũng dễ. Dạ. Bà đi lộn đường. Đi đi. Dạ. Không bà đi về nhóm con. Dạ. Mạnh giỏi nha. Dạ. Ừ. Dạ. Về thăm bà với em. Dạ. Về thăm bà thăm bác. Dạ. Cháu trời nhớ phận cho bác mạnh giỏi. Dạ. Con về chưa ở chơi? Dạ con về. Bác về khỏe nha. Bác đi nha. Dạ. Dạ, chúc con về. Dạ. Tội nghiệp mấy bác lớn tuổi. Dạ. Ba bữa nữa. Đi bằng xe bay mấy bữa? Đi bằng xe bay 16 tiếng. Đi dùng mấy bữa về khỏi ngoại? 16 tiếng. Vậy hả? 16 tiếng. 16 tiếng hả? Dạ. 16 tiếng cũng cả ngày mấy rồi. Dạ. Ừ. Thôi bác đi về. Dạ bác về đi. Đi sao quá, ở ngoài sao quá, về thăm bả ổng nha. Dạ.
chị em rồi đây cũng có đây nữa. Dạ. Bác đi à. Dạ. Kỳ sau con về con mua quà cho bác. Kỳ sau con về con mua quà cho bác. Mua không tiền con. Dạ. Bác đi à. Dạ. Ngã ba, ngã tư, ngã tư. Lúc trước á, chị qua đây. Dạ. Qua bà lĩnh, qua bà hai. Dạ. Ở đây chứ không có ra. Bắt phạt không có tiền đưa. Dạ. Thôi bắt thì vậy. Dạ. Thiệt là tội nghiệp. Dạ về hả chị hai? Dạ. Chị về tắm rửa nhắc nè. Dạ. Chị nay 74 tuổi rồi á. Chị xỏ kim cần mắt kiến không? Dạ xỏ ra cái lỗ kim bự rồi khỏi. Khỏi hả? Vậy là chị khỏi mắt kiến rồi. Dạ. Chúc mừng chị. Ơi. Dạ. Kim mở lỗ bự bự đi chị xỏ được. Dạ vậy thôi, vậy chị hai chị không cần mắt kiến rồi. Trời ơi. Chúc mừng chị. Hôm nay mốt về có cho dầu đồ gì cũng được. Dạ dầu ha. Để em về em mua dầu về cho chị. Em mua dầu. Dạ. Dạ. Để thôi mai về mạnh khỏe nha. Dạ dạ. Chị về nha. Dạ. Dạ thưa cô con về mạnh khỏe nha. Ok con. Dạ. Cho bà kìa. Cho bà. Bye con. Bye. Bye bà đi con. Bye. Bye. Thương á. Dạ chị về khỏe hả chị? Dạ. Dạ. Em. Lại đây. Khỏe không? Khỏe không? Đi làm gì vậy? Đi xịt thuốc về rồi. Xịt thuốc hả? Ờ có vườn ở đây hả? Vườn mới mua mấy trên hiệp đất. Mua được vườn hả? Trời ơi giàu vậy. Chúc mừng nha. Rồi được mấy đứa con rồi? Con đứa hả? Có xui rồi. Vậy hả? Có cháu chưa? Chưa. Vậy hả? Gái hay trai? Trai. Giờ nó đi làm công ty hai chồng đi làm công ty. Vậy hả? Trời ơi coi nè. Đó ở dưới quê nè ha. À, bạn này là bạn ở lối xóm của Lan Vy nè. Bây giờ gặp lại nè. Rồi cũng có rồi. Ba lít với Linh hoài à. Con với Linh Phượng á. Ừ. Ok thôi rồi. Em vậy ha. Rồi con thôi vậy. Rồi bye bạn. Cô Quẩy. Về nào con? Dạ con về mấy bữa, con về 2 tuần rồi. Cô khỏe không? Con cũng về về hoài cũng qua hồi. Tim mình nó mệt mệt cái nó khỏe. Dạ. Con khỏe rồi con ơi. Bởi vì giấc mát rồi chứ đi giấc nắng đâu chẳng đi. Dạ. Thôi cho con. Chừng nào không đi. Dạ, ngày mai con đi rồi. Cô Bảy vào. Cô Bảy vào. Cô khỏe không? Lành như tim rồi nó muốn đi về cho đi giấc mát cho nắng không đi không nổi. Dạ. Đi vừa nó làm như mệt bữa hổm con ngồi vậy cái nó cột thuốc luôn cái ra ngoài xã đo không được. Đo nó nói giờ bệnh thiếu máu tim. Dạ. Cái gọi được chuyển đi hôm qua chuyển bà nội đi. Dạ. Chuyển xuống đi cái lại cái rồi bớt rồi cô lên trên cái gòn cái khám. Dạ. Chồng có gì không? Dạ chồng của con không có về. Con có gì không? Dạ không, con về có mình nè. Dạ. Để chuyến sau con đi về bển con đem dầu về con cho cô Bảy. Cảm ơn con. Về bển đâu chừng mấy tháng nữa. Rồi về cả năm nay chứ chưa về nữa là. Cả năm nay vậy. Cả năm rồi nó về lên nó lâu rồi 7-8 năm mới về nè. Quá bự vậy. Chừng 7-8 năm đó về cũng chừng cô chết rồi nữa à. Con hả vài tháng sau con về. Về đây. Đáp về chưa đi đây. Chơi về chơi. Ba bên đây. Hả? Về chuyện bắt ba gái ba trai bên đây thì còn giờ tiếng ba khỏe không? Dạ má con thì cũng giống vậy đó. Cũng không khỏe lắm. Cũng răng cũng khỏe vậy không? Dạ. Cùng chú ba nó còn chạy phập phà. Dạ. Chạy xe còn tốt quá. Dạ. Hả? Ba trai. Ông còn tốt chứ quá. Ông chạy ông thấy ông gồm gồm vậy chứ còn mạnh dạn. Dạ. Nói cái rồi về nè, cậu lột, nó lột mai xuống dưới bác sĩ gì dưới thôi lột mai. Dạ. Giờ là bác thấy rõ, giờ cô thấy rõ thấy, ha. Thấy rõ lên ta qua cái bển cái nhà bà hai rồi thấy rõ. Dạ. Đều ăn rồi, có nước ăn không nữa. Làm yếu sức ăn không nổi. Ăn cái gì
nhìn thấy thì thấy ai ăn nhìn vào cái miệng nó chan nhỏ sao ăn cái thèm quá mà mình ăn mà bắt chước ăn không nổi. Dạ. Yếu ví dụ đó. Dạ. Chân mắt thì thấy cỏ. Dạ. 75 chưa? 34. Dạ. Còn nhỏ. Ừ. Nhỏ mà bà biết. Yeah. Chín chưa vậy? Bà chỉ là dần dần cũng như tài trạng bà từng hấu mừng. Ừ. Sao cũng còn đẹp lắm chứ bộ. Mấy giờ cứ đi. Ngày mai sáng em đi à? Dạ. Dạ. Lên cái bay hả? À con đi em con đi đi lên trên Sài Gòn trước. Ở một đêm. Xong rồi con đi test Covid xong rồi ở một đêm rồi bữa sau mới lên máy bay. Đi về chừng bao lâu mà tới ngoại? À con đi bay 16 tiếng. Trước ha. Ngồi trên máy bay 16 tiếng. Khi mà mới vừa cất lên nó thấy, còn lên cao nữa là hết thấy rồi. Đi đủ cho giờ tiểu con thấy ba cũng biết cái gì cũng biết hết đủ hết. Còn cái gì? Mình chết không biết tách gì trên. Mình chết không biết tách gì trên. Tôi chết là không biết. Ừ, không biết gì. Thấy cái vỏ máy bay đậu đó thấy biết mà không biết ngồi trống làm sao không có lên sao biết được. Bởi vậy tôi với chân nó hoài tôi ở vụ tiếng tôi ra ngoài xong máy bay tôi coi đó trời ơi, nó hạ xuống rồi tôi coi tôi thấy hết trơn trong đèo lên trận nói cho bà ông làm ơn cho cái đèo lên tôi biết rồi á. Bắt đầu ở đây à tuốt lên kia nó mới xuống được cái sân nó bự dữ lắm chứ bỏ vô thì thân mà nó hạ vậy đâu nó đi cái đó tớn nó xa thiệt là xa vậy tiền cái đồng tiền phượng tởn luôn đợt đó đâu phượng tởn đợt có nhiều lắm đóng nhiều lắm á nên không có diễn được đâu rồi quá trời luôn á đi mấy ngày luôn tôi kim phượng với chồng tôi phượng mà đi mua ông nội gì mà đóng về chỗ khách sạn lên biết chỗ khách sạn đó mấy chỗ còn quá buộc quá em quá trời luôn đi ra vậy chứ mình Việt Nam mình mà chứ phần ở bển á là ai cũng lo đi làm không có ở không ăn nhiều ăn cái gì cũng ăn hối hả ăn cho lẹ rồi đi làm à ăn đại khái ăn cái gì đó cho nó no bụng thôi à bằng đêm con không có nghỉ ngủ được hay chồng bằng đêm đi mần hoài thì con đi mần nhưng mà bằng đêm về mệt trời ngủ ở chợ bến không có ở không ăn tự nghe nói vậy có ông đó mình ở đây bằng ngày mà bến bằng đêm có không dạ có sao không tới đất của em lấy gì vậy chị cũng là bằng ngày tôi cũng bằng ngày làm gì quay rừng rồi quay rừng chứ quay còn sao mà biết bên đây mà bằng ngày mà biết bên bằng đêm sao biết mà biết vậy hồi xưa không biết nó thấy đất lặn ở dưới lặn dưới đất đâu có quay đi trong đó già nó chứ cũng chơi mình đi tối mai tài sản vậy đó bà này hiểu hơn bà bảy bắt nam bắt hay lắm bà này biết hết gì bắt cũng không biết là hỏi trời không chứ dần dần hỏi gì chứ hỏi gì bắt đầu đất rồi không biết là người ta gạo chứ không hỏi trong bao tàu lao tàu lao còn chăng chứ ta gạo cái này của ai vậy cái bye bye chị nha dạ con bye bác nha bye bác dạ dạ về biểu Kim Phượng rồi mai mốt xuống chơi dạ để đi đâu quá quên dạ về nha mai bay về 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 rồi mai về bằng đường ha ừ. Rồi về khỏe đi về khỏe lại đi cây này sắc bông cây gió à nói cho mở liếc cả đây nè theo nó chụp hình đi chụp hình đi nãy giờ chụp biết bao nhiêu rồi khỏi đưa hả bảy khỏi đưa mềm lắm đưa có gian nhỏ thì được rồi đi về con à. Đi về đây, để con quay phim cô Bảy chơi ha ừ. Con ơi quay hoài con ơi con sốc cái mèo quay hoài con sốc cái mèo quay hoài con về bán ra cười chứ về bán ra cười chứ quay cái người nào đẹp đẹp đó con cô á quay để kỷ niệm ừ. Quay để kỷ niệm ừ. Để sau này á con coi lại con ừ. Nhớ cô Bảy một lần trụ nghiệp một lần ở dưới này mình nào chọn con chơi đi vui hết chắc vui dạ
Ồ, dữ nha. Wow, cá này nha. Ừ. Quay phim nó vậy? Đó. Nhiều quá. Cá bóng này bóng dừa. Cá bóng dừa nè, giớ nó cho coi luôn đó. Cái này anh bắt ở đâu vậy? Dưới gạch nè. Vậy hả? Ừ, đặt lọt. Ủa sao đặt hay vậy? Ồ, cá bóng dừa. Đi vòng vòng sớm. Wow, đi về ha. Trời ơi, chị Linh về đây hả? Cá lọc ha. À, cô Bảy ơi, con hết dầu rồi, con còn có mấy viên kẹo nè. Ừ, con biếu cô nha. Cảm ơn con nha. Dạ. Chừng nào con về nữa rồi cho cô cảm ơn nhiều. Dạ. Thôi cô về rồi. Cô về nha, cô về khỏe nha cô Bảy. Dạ. Con về bánh khỏe nha. Dạ. Nói lời xong lấy cháu khỏe nha. Dạ. Rồi thôi. Về, nhờ tao đi xếp ba tờ rau tao mới gặp con chứ thôi đâu có gặp đâu nó. Để thì sao, con về con đem dầu về cho cô Bảy. Rồi, rồi cảm ơn con. Thôi dạ. Con về rồi. Dạ, cô đi nha, đi cẩn thận nha. Rồi, con vô đi con. Dạ. Cô về. Dạ. Về hả chị Năm? Chị khỏe không? Khỏe. À, nhìn chị Năm còn đẹp quá ha. Xấu quá, già rồi. Đâu có già đâu, nhìn thấy còn trẻ mà. Chị không có bị mập ha. Rồi rồi ốm ốm vậy. À, khỏe quá trời luôn. Chị sợ mập lắm không đó chị. 64kg mà chị giảm cân giờ còn năm mấy à. Dạ, bây giờ dễ mập quá chị ơi. Đúng rồi, giờ dễ mập lắm. Dạ. Không được ngủ được cái mập. À, ngày hôm qua chị có coi cái clip mà mấy chị anh em đi chợ Hiệp Đức. Dạ. Thấy vui lắm. Ừ. Dạ. Đi lại mua hến gì đó. Dạ. Em về đây em quay mấy cảnh này xong rồi em để lại kỷ niệm cho bà con cô bác coi chơi. Ừ. Vui mấy, mà em cũng coi không? Nữa. Dạ không. Có xui chưa? Dạ chưa. Hả? Dạ, con em còn nhỏ. Vậy hả? Dạ. Rồi chị lúc này có trồng cây trái gì bán không chị Năm? À, chị thì có vườn sầu riêng với mít, mà mít năm nay mình thất thu. Dạ. Mít bán rẻ lắm. Dạ. Có sầu riêng. Dạ. Bữa hổm bán được 75.000 mà nay nghe nói sụt rồi. 75.000 ký hả? Ừ. Trời ơi, chị trồng sao chị canh hay vậy chị Năm? Cái đó hên xui chứ đâu có canh gì. 75.000 ký nhiều lắm. Mà chị bán được có người ta vô người ta tuyển của mình được có mấy ba chục ký hà. Vậy hả? Ồ, dạ. Còn nhiêu là bây giờ đợt này bị rớt giá rồi. Dạ. Có của anh Sáu nhiều lắm. Dạ. Còn nghiệp nó bị sụt giá rồi. Dạ. Của dạ. Chị thì không có nhiêu. Dạ. Sầu riêng á chồng á cũng hên xui hả chị? Đúng rồi. Nhiều khi á mình đâu biết đường đâu canh ha. Đúng rồi. Dạ. Khi mà nó ra trái cũng ta anh ta vậy. Dạ. Rụng sạch hết không chừng. Dạ. Khó ăn lắm. Dạ. Ngày nông giờ em thấy cũng khó tại vì á phân thuốc bây giờ mắc quá, gì cũng mắc lên cao hết trơn rồi. Đúng rồi, đợt này mới điêu đứng nè. Dạ. Xăng dầu cũng mắc rồi, gì cũng lên hết. Dạ. Dạ. Nhưng mà mấy năm trước đỡ trúng sầu riêng. À, mấy năm trước thì cũng có người trúng người thất. Chị trúng hả thất? Chị thì cũng được được. Được được. Chị cũng được được, có tội nghiệp thằng em. Dạ. Rụng sạch vườn luôn. Trời ơi, bị gì rụng chị? À, bị gì chị không hiểu, ngay đợt của người ta rụng đó. Dạ. Rụng nhiều lắm. Ồ, cái đó là do thời tiết rồi. Đúng rồi, do thời tiết. Dạ. À. Chị về nhé. Về ơi. Chùa. Có chùa không? Dạ, dạ có. Trời dạ. Ơi, bây giờ hồi xưa chạ bơi chiếc xuồng ba lá. Bây giờ ai cũng chạy xe dù dù hết à, mừng quá. Đúng rồi. Dạ. Theo thời thế mà. Dạ. Chị về nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, bye chị. Rồi, bye. Dạ. Video của Lan Vy sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.